Chào các bạn nhé, hôm nay làm clip lên một số máy cho các bạn lựa chọn mua. Thì rất là cảm ơn các bạn đã luôn yêu mến ủng hộ. Bên shop Nhật Nam thì cam kết chỉ bán hàng zin và bảo hành cho các bạn, chế độ bảo hành rất là ok, một đổi một trong vòng 6 tháng các bạn nhé. Hãy theo dõi hết clip, nhấn like, chia sẻ đến nhiều người hơn và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nếu như bạn chưa đăng ký. Thì đầu tiên hôm nay mình sẽ có một con iPhone XS thanh lý cho các bạn. Con này máy zin nguyên, chỉ có vỏ bị xấu này, vỏ xấu ha. Về các bạn có thể dùng ốp hoặc là dán. Máy zin nguyên nhưng mà con này pin nó cũng bảo trì rồi, nên chắc là có lẽ là thay pin rồi bán cho các bạn, chứ các bạn biết đường nằm một lần đúng không? Và sau khi đã thay pin thì mình sẽ thanh lý cho các bạn với cái giá là 5 triệu 7 thôi. 5 triệu 7 và có một máy thôi nhá. Cam kết men zin, màn zin, máy zin nguyên nhưng mà đã thay pin và vỏ bị xấu nhá. Sườn 55 và lưng 55 này các bạn thấy này. Nhưng mà liền lạc hết, không cấn móp bể vỡ. Chỉ là bị 55 thôi, bị xấu thôi. Màn hình không không chày. 64 GB các bạn nha. iPhone XS giá rất là rẻ, có 5 triệu 7 thôi. Thay pin ngon lành rồi, về chỉ việc dùng. Tiếp theo thanh lý thêm một con iPhone 11 Pro Max. 11 Pro Max thì ở thời điểm này giá bắt đầu đang lên rồi, nhưng mà con hàng này thì nó cũng zin nguyên hết, cam kết men zin, màn zin và chuẩn máy quốc tế. Và hơn thế nữa, con máy này nó lại là phiên bản 256 GB. 256 GB nhưng mà giá thì lại cực kỳ ưu đãi. Giá thậm chí còn rẻ hơn cả 64 GB luôn đó các bạn. Giá rất là rẻ nha. 256 GB mã Mỹ. Cam kết là zin nguyên. Zin nguyên, chuẩn chỉ, ngon lành. Tuy nhiên là các bạn biết là bị vỏ xấu này, viền hơi chầy chầy và lưng sau thay rồi, nên thay bị kênh quá nên mình bán thanh lý, mình ghét quá mình bán thanh lý. Thay bị kênh cái góc này xíu bạn ha. Chúng ta dùng ốp hay như thế nào đó thì cũng ok. Tuy nhiên thì đấy, mình nói rõ tình trạng. Và men hay màn thì mình cam kết zin. Ngon lành, chuẩn chỉ, ok. Và giá cực kỳ rẻ, giá thanh lý nhá là 12 triệu 500 nghìn. 12 triệu 500 nghìn. Các bạn lưu ý đây là màu xanh rêu, phiên bản 256 GB, chuẩn quốc tế mã Mỹ. Ngon lành cành đào. Cũng bảo hành cho các bạn 6 tháng nha. Tuy nhiên là ngoại hình là cái lưng sau nó bị kênh này. Giá nó kênh lên này, đấy. Kênh nhẹ thôi. Và viền có chóc xi nhẹ. Chính vì vậy mới thanh lý giá có 12 triệu 500, 256 GB. Mình lưu ý với các bạn xem kênh rằng là tất cả sản phẩm mình báo trên kênh hoặc báo cho các bạn khi mà các bạn gọi đến để hỏi giá là đều là giá báo máy trần các bạn nhé. Máy trần tức là máy chưa kèm phụ kiện, chưa có sạc, để cho các bạn có thể tiết kiệm sạc nếu như các bạn đã có rồi, còn bạn nào chưa có thì chúng ta mua. Rồi tiếp theo thì chuyển qua một con iPhone XS màu gold, máy đẹp keng. Máy đẹp keng, con này thì đẹp leng keng như xà beng, không tì vết, cho nên là mình không có thanh lý, mình bán với giá bình thường 7 triệu 300 nghìn các bạn nhé. 64 GB màu gold, máy đẹp keng, iPhone XS màu gold, còn một máy duy nhất 7 triệu 300 nghìn. Tiếp theo là iPhone 8 nhỏ, máy cũng đẹp keng, leng keng như xà beng màu gold. Đẹp leng keng như xà beng màu gold và tình trạng zin nguyên thay pin. Zin nguyên thay pin. Giá là 4 triệu 300 nghìn nhé các bạn, 4 triệu 300 nghìn. Giá rất là ok. Có dán cả cường lực full đằng trước này. 64 GB các bạn nha. Tiếp theo thì mình có một con XS Max 256 GB màu đen. Máy có ngoại hình đẹp, zin. Và con này là phiên bản 256 GB. Máy khá là chuẩn chỉ, ngon lành, cành đào, mã Mỹ. Giá bán là 10 triệu 300 nghìn. Và có đúng một máy màu đen nhá, đẹp chuẩn, màn hình 6 inch rưỡi, khá là ok. Giá máy trần 10 triệu 300 nghìn. Các bạn lưu ý là Nhật Nam bán bảo hành 6 tháng và luôn luôn cam kết là hàng men zin, màn zin, không bán hàng đã bị sửa chữa đâu. Con nào pin kém thì mình thay, thì báo rõ tình trạng là thay pin các bạn nhé. Tiếp theo là một con XS Max màu trắng 64 GB. Màu trắng 64 GB, máy mã Mỹ luôn. Tình trạng zin nguyên bản nhà sản xuất, máy ok, đẹp keng, chuẩn chỉ. Giá bán là 9 triệu các bạn nhé, 9 triệu. Tiếp theo là XS Max luôn, màu gold 64 GB.
Máy đẹp leng keng như xà beng chuẩn chỉ. Ngon lành cành đào, giá là 9 triệu 2. 9 triệu 200 ngàn các bạn nhé. Và có cả 64GB màu đen. 64GB màu đen. Máy zin nguyên chuẩn, ngon lành cành đào. 9 triệu. XS Max màn hình 6 inch rưỡi các bạn nhé, máy trần. Và sau đây là Samsung Galaxy A22 màu tím. Máy ngoại hình đẹp, tuy nhiên có một vết cấn nhẹ ở đây. Vết chảy nhẹ ở cái góc này. Bán giá rẻ cho các bạn với giá là 3 triệu 900 nghìn. Samsung Galaxy A22 còn bảo hành đến năm sau. Máy khá là chất, chính hãng, dùng được 2 SIM. Nói chung khá là mới, ngoài cái vết đó thôi, chẳng may bị vết đó thôi. Bán rẻ xuống còn 3 triệu 8. Con này RAM 6, bộ nhớ 128GB, chính hãng Samsung, dùng được 2 SIM. Màu tím các bạn nhé. Tiếp theo là có Samsung Galaxy A50s 3 triệu 4, màu trắng, đẹp leng keng như xà beng. Con này pin 4000, màn hình giọt nước 6 inch 4, 3 camera sau, RAM 4 và bộ nhớ 64GB. Máy chính hãng Samsung, sử dụng rất là ok, dùng được 2 SIM các bạn nhé. Giá 3 triệu 4. Tiếp theo nữa là một con hàng chính hãng của Vivo, Vivo Y12, giá chỉ có 2 triệu 3. RAM 3, bộ nhớ 32GB, pin trâu, cấu hình khá là ổn và màn hình là 6 inch rưỡi. Máy đạt zin nguyên bản 99%. Chính hãng, dùng được 2 SIM, giá máy trần 2 triệu 3. Tiếp theo thì mình có một con Realme 9i. RAM 6, bộ nhớ 128GB, con này là hàng dual RAM. Tức là 2 RAM, 1 RAM 6 và 1 RAM 2. Và máy thì như là một chiếc máy mới khi mà còn bảo hành đến 17 tháng 2, 2023. Và giá bán thì cực kỳ là ok, 4 triệu 7 thôi. Và con này các bạn biết đấy, pin tới 5000, khá là trâu các bạn nhé. Và được trang bị chip của Mỹ, Snapdragon 680, 8 nhân. Mạnh mẽ, mượt mà, 4 triệu 700 nghìn, máy mới keng. Còn bảo hành đến năm sau, tháng 2 năm sau các bạn ha. Rồi tiếp theo thì hôm nay có được một con hàng S20 Ultra. Bữa giờ thấy nhiều bạn hỏi con này lắm. Hôm nay mới tuyển được hai con hàng cực VIP và đây là con đầu tiên. Màu xám các bạn nhé, xám lông chuột. Con này chính hãng, ngon lành cành đào. RAM 12GB luôn. Camera 108MP, do 100X đấy, khá là nổi tiếng. Và giá bán của nó là 10 triệu 500 nghìn các bạn nhé. 10 triệu 500 nghìn. Máy thì len keng như xà beng, khỏi phải lo. Giá cũng cực kỳ hấp dẫn và đây là phiên bản chính hãng các bạn nha. Dùng được 2 SIM. Giá máy trần 10 triệu 500 nghìn. Đấy, hai con đều đẹp keng như nhau. S20 Ultra các bạn nhé, 10 triệu 500 thôi. Khá là chất, chính hãng. Hai con đẹp như nhau. Có thể nói là đẹp len keng xà beng, chuẩn chỉ luôn. Chính hãng, dùng được 2 SIM, bảo hành ở shop Nhật Nam tới 6 tháng, yên tâm dùng. Tiếp theo là S10 cộng, tươi xanh như nồi canh. Máy đẹp keng và là màu xanh. RAM 8, bộ nhớ 128GB và cũng là hàng chính hãng. Dùng được 2 SIM, màn hình cong. Máy khá chất, nét như Sony luôn các bạn ạ. Màu xanh. Và giá bán của con hàng này là 6 triệu 800 nghìn các bạn nhé. 6 triệu 800 nghìn. Cam kết zin nguyên, chính hãng, bảo hành cho các bạn một đổi một trong vòng 6 tháng đối với tất cả sản phẩm bán ra các bạn nhé. Đấy, vậy là S10 Plus cũng có hai máy và đều đẹp như nhau. Hàng này tồn kho thanh lý hay sao nên là mới cứng rồi các bạn. Nó y hệt như hai con S20 Ultra kia luôn, nó mới keng. Này là S10 Plus các bạn nhé. Chính hãng, đẹp len keng xà beng, giá 6 triệu 8. Và tiếp theo nữa là S10 nhỏ. S10 nhỏ, tức là S10 thường, cũng len keng như mới như thế. Và giá là 5 triệu rưỡi. Con này cũng RAM 8, bộ nhớ 128GB, màn hình cong, một cam trước. Màn hình nhỏ hơn S10 Plus các bạn nhé. Và đây là cũng là hàng chính hãng, dùng được 2 SIM. Và giá bán của nó chỉ có 5 triệu rưỡi máy trần các bạn nha. Tất cả sản phẩm mình báo giá máy trần. Và tiếp theo mình có sản phẩm A52s 5G.
như mới, màu xanh lơ, khá là chất, khá tươi, màu này khá đẹp các bạn nhé. Giá thì cực kỳ êm ái ở ngày hôm nay, chỉ còn là giá 6,5 triệu. Con này RAM 8, bộ nhớ 128GB, pin 4,5 triệu, rất là trâu bò, màn hình to, máy mới sản xuất gần, còn bảo hành rất lâu, như là một chiếc máy mới, chỉ thua máy mới cái hộp thôi các bạn ha. Đấy, tươi xanh như nồi canh các bạn cũng thấy này, kiểu xanh lơ lai lá lá. Giá của nó chỉ là 6,5 triệu nhá. Chính hãng, dùng 2 sim, cam kết di nguyên và bảo hành cho bạn 1 đổi 1 trong vòng 6 tháng. Máy rất là mới, mới keng xà beng. Tiếp theo là Samsung Galaxy chính hãng A32, chuẩn chỉ và đẹp hết sảy con bà bảy luôn. Máy màu trắng, ngọc trai, trắng ngọc trinh, cực kỳ hấp dẫn. Giá chỉ có 4,5 triệu, cực kỳ ok các bạn ha. Samsung Galaxy A32, RAM 6, bộ nhớ 128GB. Máy thiết kế phong cách hiện đại, máy khá mới, màu trắng. Giá bán chỉ có là 4,5 triệu, giá máy trần. Tiếp theo thì mình có một cái sản phẩm Oppo Reno 5, máy màu đen, zin nguyên bản, đẹp keng, chính hãng Oppo, dùng được 2 sim. Con này RAM 8, bộ nhớ 128GB, chip Snapdragon 720G 8 nhân, cực kỳ chất. Chính hãng thì biết rồi, dùng được 2 sim ngon lành các bạn nhé, yên tâm. Và con này có ngoại hình đẹp leng keng như xà beng và giá bán của nó là 4,900,000, có đúng một máy. Tiếp theo là Samsung Galaxy A31, nồi đồng cối đá luôn, con này pin rất trâu, pin tới 5,000, RAM 6, bộ nhớ 128GB. Máy màu xanh đẹp leng keng như xà beng, chuẩn chỉ chính hãng, dùng được 2 sim, màn hình 6 inch các bạn nhé, pin 5,000 rất trâu, RAM 6, bộ nhớ 128GB nha các bạn. Và giá của nó là 4,000,000 các bạn nhé, 4,000,000 máy trần. Tiếp theo thì có một con hàng chính hãng của nhà táo, mã VN 128GB, đó chính là con iPhone XR. Và rất là nhiều người tìm kiếm con này, zin nguyên bản, chuẩn chỉ, màu đen, có ngoại hình đẹp keng, máy ngon lành cành đào, là phiên bản chính hãng thì khá là yên tâm các bạn nhé. Máy màu đen duy nhất một máy 128GB iPhone XR, giá bán cho các bạn là 7,400,000, 7,400,000. Và tiếp theo thì mình có một con Samsung Galaxy A51 màu xanh, tươi xanh như nồi canh, giá chỉ có 4,400,000, RAM 6, bộ nhớ 128GB, màn hình Super AMOLED 6,5 inch, 4 camera sau, chính hãng, dùng được 2 sim. Samsung Galaxy chính hãng A51, giá 4,400,000, màu xanh. Và tiếp theo thì mình có một con M12, con pin khá là trâu, pin tới 6,000. 6,000 thì khỏi phải nghĩ ha. Nói chung là 4,000 trở lên là các bạn thấy là nó cũng đã kinh khủng rồi. Con này còn ghê hơn nữa, tới 6,000. Giá bán chỉ có 3,100,000. RAM 4, bộ nhớ 64GB nhá. Samsung Galaxy M12. Máy mới keng như máy mới luôn, tươi xanh như nồi canh luôn các bạn nha. Và đây, tiếp theo là S10 full hộp. S10 full hộp, máy keng như máy mới và thậm chí có luôn cả ốp dẻo, có đầy đủ sạc tai nghe, cổng USB. Và con này nó đầy đủ nên giá nó sẽ cao hơn. Giá của nó là 5,800,000 các bạn nhé. Đấy, đầy đủ như thế này, 5,800,000. S10 chính hãng màu xanh, đẹp leng keng như xà beng, chuẩn chỉ phiên bản chính hãng, dùng được 2 sim. Và tiếp theo thì mình vẫn còn con Galaxy Tab A7 Lite, hàng thanh lý mới, mình còn rất nhiều. Các bạn mua ủng hộ mình nhé, chưa cắt hàng, chưa khui siêu, chưa khui hộp, mới cứng, màu xám đen. Con Tab A7 Lite này là hàng chính hãng mới keng, RAM 3, bộ nhớ là 32GB, rất phù hợp để nghe nhạc, xem phim, đọc báo, chơi game, cũng như là để trẻ học online, rất là ok. Và giá bán của nó là 3,700,000 các bạn nhé, 3,700,000. Tiếp theo thì mình sẽ có một cái sản phẩm Samsung Galaxy A71 màu hường, máy rất mới, rất đẹp, nói chung là sang xịn mịn luôn. Chính hãng, dùng được 2 sim, A71 này là dòng chuẩn quốc dân của Samsung rồi. Và giá bán của nó là
5,5 triệu các bạn nhé, 5,5 triệu máy trần chính hãng, RAM 8, bộ nhớ 128GB, pin 4,5 rất trâu, 4 camera sau, dùng được 2 sim. Và các bạn lưu ý là shop Nhật Nam bán hàng ra bảo hành tới 6 tháng cho các bạn, để các bạn yên tâm dùng. Tiếp theo là Oppo A9 màu xanh còn đúng một cái. Con này nồi đồng cối đá rất trâu, RAM 8, bộ nhớ 128GB, pin 5,000, màn hình 6,5 inch, 6,4 inch, 6,5 inch, 4 cam sau, có vân tay, máy keng như máy mới, giá 3,6 triệu, 3,6 triệu, chính hãng, dùng được 2 sim các bạn nhé. Và tiếp theo thì có một con iPhone 11 Pro, 88% pin luôn, máy khá là keng, ok, màu trắng, bán giá rẻ cho bạn với giá là 10,7 triệu, máy zin nguyên bản 64GB các bạn nhé, zin nguyên bản 64GB, màu trắng, 3 cam sau, ngon lành cành đào, giá ok, 10,7 triệu. Có một máy duy nhất các bạn nhé. Rồi, vừa rồi thì giới thiệu đến các bạn khá là nhiều iPhone xịn sò, cũng như là cả Samsung, Oppo và Realme. Bạn nào kết sản phẩm nào thì hãy alo cho mình qua số điện thoại 0979 78 2366 hoặc là số 0367 709 123 để đặt cọc mua hàng. Có hai hình thức để các bạn đặt cọc, đó là chuyển khoản ngân hàng hoặc là mua thẻ cào để gửi cái mã nạp và series sang cho Nhật Nam để đặt cọc. Ngoài ra thì các bạn ở gần Tân Phú, Đồng Nai có thể đến trực tiếp shop của mình ngay sát cổng chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai để xem và mua hàng. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Các bạn đừng quên đăng ký kênh nếu như chưa đăng ký, và like, chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.